Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bé Màu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 100, chương 836, Người Sống Như Thế. Từng tia nắng ban mai chiếu lên trên biển cấm đen nghịt, chiếu xạ ra vầng sáng trầm lặng. Dưới ánh nắng mặt trời, pháp hạm của nhị sư tỷ cũng dần dần đi xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn theo hồi lâu, cho đến khi tầm mắt không thể nhìn thấy pháp hạm, hắn mới thu hồi ánh mắt. Từ khi Hoàng Giam đến Nghinh Hoàng Châu thì y đều cảm thấy không khỏe, thế nên lúc này rời khỏi cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Thanh tôn trọng lựa chọn của Hoàng Giam, cũng chúc phúc cho y và nhị sư tỷ có thể có tương lai tốt đẹp ở Nam Hoàng Châu. Chúc mọi chuyện đều tốt. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, quay người rời khỏi bến cảng, một đường bay thẳng về sơn môn Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi tế bái Lục Gia, vốn đã định đi từ ngày hôm qua nhưng lại bị Tử Huyền Thượng Tiên dẫn vào bí cảnh yêu xà. Giờ phút này khi bước trên bậc thang của sơn môn, đón từng trận gió sớm, nghe âm thanh rào rào từ những cây đại thụ bên trong sơn môn truyền tới, trong lòng Hứa Thanh rất bình tĩnh. Sáng sớm, phần lớn đệ tử tông môn đều đang tiến hành tu hành buổi sáng, rất xa còn truyền tới từng trận âm thanh vịnh kinh. Đây chính là cải cách mới nhất của Thất Huyết Đồng từ sau khi tới Liên Minh bắt đầu tu tâm. Hứa Thanh cũng mới biết được việc này trong yến hội ngày hôm qua. Cử chỉ tu tâm này là do Thất Gia đưa ra, cũng mới bắt đầu thổ cập toàn bộ trong tông môn thời gian gần đây. Việc này đã từng khiến cho rất nhiều đệ tử kinh ngạc, dẫu sao cho đến thời điểm này, mọi người trong tông môn cũng đều chỉ tu pháp thuật, không hề tu tâm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bởi vì nếu nhìn theo tiết điểm thời gian, thì hình như sau khi sư tôn nghiên cứu thi hài thần linh thử nghiệm mới đưa ra việc tu tâm này. Mang theo suy nghĩ này, Hứa Thanh nhìn theo bậc thang, đi tới phía sau núi. Trên đường đi tới, phàm là đệ tử gặp phải cực kỳ cung kính với hắn, từ rất xa liền dậm chân bái kiến. Không lâu sau, phía sau núi Thất Huyết Đồng, trong một khu rừng trúc, Hứa Thanh nhìn thấy một phần mộ. Trước mộ phần được đặt cống phẩm, còn có vài cây hương đang lượn lờ hương khói. Bên cạnh còn có hai tu sĩ trung niên đang lặng lẽ ngóng nhìn bia mộ. Hứa Thanh đã gặp qua hai người này, đây là đệ tử của Lục Gia. Bọn họ cũng chú ý thấy Hứa Thanh đến, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn và chắp tay chào hỏi, trong thần sắc mang theo một chút thổn thức. Hứa sư đệ, chúc mừng người đã trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, chắp tay đáp lễ. Hai người chúng ta phụng mệnh ra ngoài, trước khi đi liền tới đây cúi đầu bái sư tôn. Hai, thế sự vô thường, thế mà lại trôi qua một năm rồi. Hứa sư đệ, chúng ta không quấy rầy người tế bái nữa, cáo từ. Hai người cảm khái cũng không nhiều lời. Chúc hai vị sư huynh một đường thuận lợi. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm túc, cúi đầu mở miệng. Hai người phất phất tay, thần sắc ảm đạm, đạp không rời đi. Tuy nói người mất thì đã mất, người sống thì vẫn vậy, nhưng vào trong một số thời khắc, trong đáy lòng vẫn sẽ dấy lên từng gợn sóng. Hứa Thanh ngồi xuống trước mộ phần Lục Gia, xuất ra hai bầu rượu, đổ một bình vào trên phần mộ, một bình đặt ở bên miệng uống xuống một ngụm lớn, không nói chuyện mà chỉ uống. Gió núi và ánh nắng trên bầu trời, cả hai giao hòa cùng một chỗ, không ngừng chảy xuôi khắp thế gian. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh đứng lên. Lục Gia, lần sau trở về thăm ngài, ta sẽ mang về mấy cái đầu chút chiếu cho ngài nhắm rượu. Nói xong, Hứa Thanh cúi đầu thật sâu về phía mộ bia có viết dòng chữ: Nguyện thiên thượng nhân gian luôn bình an. Hứa Thanh quay người, sau khi rời núi, hắn cũng không ra khỏi sơn môn mà dự định đi tìm sư tôn. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn, ví dụ như biến hóa của quỷ đế sơn trong thức hải của mình, ví dụ như những gì đại trưởng lão chấp kiếm giảng giải về thảo mộc ở đạo đàng. Lão đã từng nói rằng linh thực có thể là phương hướng nghiên cứu thần linh. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đi vào trong sơn môn, lấy ra ngọc giản truyền âm xin bái kiến sư tôn. Thất gia truyền âm nói rằng mình đang ở trong lầu cát trên đỉnh núi, kêu hắn đi qua. Sau khi biết được chỗ sư tôn, bước chân của Hứa Thanh nhanh hơn. Nhưng trong khi hắn đang đi về phía lầu cát trên đỉnh núi, thần sắc của hắn bỗng nhiên hơi động, nhìn tới con đường nhỏ bên phải phía trước. Chỗ đó có một giọng nói quen thuộc truyền đến: Tiểu bất điểm, gặp phải ta coi như số người gặp may. Tính khí của Đinh Tiểu Hải sư bá không tốt, gã là người mà ngươi có thể chống đối sao? Nếu không phải ta vừa xuất quan đi ngang qua đây, vừa rồi gã tát một cái có thể đánh ngươi tàn phế. Về sau trong tông môn phải nghe theo ta biết không? Vâng, ta nghe theo lời ngươi, Đinh sư thúc. Một giọng nói rất nhỏ kèm theo thẹn thùng, nương theo lời nói của Đinh Tuyết cùng nhau truyền đến. Rất nhanh, thân ảnh Đinh Tuyết tóc buộc đuôi ngựa, tư thế oai hùng, lưng đeo cổ kiếm liền xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Nàng đang bày biện ra thái độ của một tiền bối, bên người còn có một tiểu nam hài khoảng 10 tuổi. Quần áo của tiểu nam hài này rất sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là như thế. Giờ phút này, gã rất lễ phép gật đầu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã nhận ra phía trước Đinh Tuyết là Hứa Thanh, nháy mắt khi nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi.
thế mà lại hiển lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kiên kỵ, thân thể cũng cứng lại một chút, theo bản năng trốn ra sau lưng Đinh Tuyết. Đinh Tuyết kinh ngạc, sau đó cũng nhìn thấy Hứa Thanh ở xa xa, ánh mắt lập tức phát sáng lên, nhanh chóng bỏ qua Tiểu Nam Hải một bên, chạy tới phía Hứa Thanh. Giờ khắc này, tất cả tư thế oai hùng lúc trước của nàng đều đã bị sự vui mừng thay thế toàn bộ. Chương 837, người sống như thế. Hứa Thanh ca ca, ta còn đang định đi tìm ngươi. Ngày hôm qua, khi ngươi trở về, ta còn đang bế quan. Ngươi xem, bây giờ ta đã sắp đạt tới 60 đạo pháp khiếu, sắp mở ra đoàn mệnh hỏa thứ hai rồi. Nhưng mà ta vẫn chưa ghi nhớ được nhiều thảo mộc, ta sẽ càng cố gắng hơn nữa. Đinh Tuyết nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo ánh sáng khác thường, cõi lòng tràn đầy vui vẻ. Hứa Thanh ca ca, ngươi có chuyện gì mà lên núi vậy? Trên mặt Hứa Thanh cũng nở nụ cười, đồng thời cũng khá kinh ngạc. Tu vi đối phương tăng thật nhanh, nên biết rằng hơn một năm trước, trên đường từ Quỷ Đế Sơn quay về, Đinh Tuyết mới vừa vặn hoàn thành một đoàn mệnh hỏa. Nhưng khi nghĩ đến thức gia từng nói nữ hài phải được phú dưỡng, Hứa Thanh cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Không tồi, Hứa Thanh tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, sau đó nói rằng mình muốn đi bái kiến sư tôn. Nghe được Hứa Thanh khen ngợi chính mình, trái tim Đinh Tuyết đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên mặt lập tức rào rạt vẻ hạnh phúc. Hứa Thanh chú ý đến sau lưng Đinh Tuyết, nhìn Tiểu Nam Hải bất an ở phía xa xa. Giờ phút này Tiểu Nam Hải kia vẫn đứng im tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, vẻ mặt khiếp đảm, đáy lòng cũng dâng lên sợ hãi. Gã thực sự rất sợ Hứa Thanh. Tuy rằng tấm lệnh bài đi đến Thất Huyết Đồng của gã là do Hứa Thanh đưa cho, mà ngày đó câu nói của Hứa Thanh trước khi gần đi kia không khác gì báo cho gã biết là Hứa Thanh đã nhìn thấu hết thảy bí mật của mình. Nhất là gã đã từng cảm thụ qua một cổ lực lượng trấn áp trên người Hứa Thanh. Bây giờ nhìn lại, luồng lực lượng trấn áp kia của Hứa Thanh đã cường hãn đến cực hạn. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng gã không giống vậy. Gã có thể cảm giác vô cùng rõ ràng uy áp kia chính là của Quỷ Đế Sơn. Tiểu Nam Hài này chính là con quỷ dị biến thành người ở trong cái trấn nhỏ ở dưới Quỷ Đế Sơn, chính là nơi mà Thất Gia dẫn theo Hứa Thanh cùng với Đinh Tuyết tạm cư trú khi cảm ngộ Quỷ Đế Sơn. Hứa Thanh ca ca, người còn nhớ rõ gã chứ? Chính là gã Tiểu Nam Hài trong cái tiểu trấn kia. Chú ý thấy mắt của Hứa Thanh, Đinh Tuyết cười mở miệng. Vương Lăng, người còn không qua đây bái kiến sư thúc của ngươi một chút? Đinh Tuyết trừng mắt liếc nhìn Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài cố nén hoảng sợ, da đầu tê dại tiến lên vài bước bái kiến về phía Hứa Thanh, giọng nói mang theo một chút rung động. Bái kiến Hứa sư thúc. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn cũng biết một chút tình huống của Tiểu Nam Hài, biết được Tiểu Nam Hài này đã tới sơn môn được mấy tháng nhưng lại một mực ở dưới núi. Hôm nay lên núi đổi pháp chu, kết quả chẳng biết tại sao lại khiến cho Đinh Tiểu Hải chán ghét, mà Đinh Tuyết may mắn vừa xuất quan đi ngang qua nhìn thấy, liền thuận tay giúp đỡ gã một lần. Lúc trước khi ta nhìn thấy Đinh Tiểu Hải, liền thấy ánh mắt của gã khi nhìn Vương Lăng liền mang theo một chút kỳ dị, tựa như muốn nuốt sống Vương Lăng vậy. Ta cũng chẳng biết tại sao, cho nên ta mới tới giúp một chút. Trên mặt Đinh Tuyết vẫn là nụ cười như trước, nhưng lại lén lút truyền âm báo cho Hứa Thanh. Mặc dù nàng luôn bày ra bộ dáng nhu thuận, hiền thục ở trước mặt Hứa Thanh, nhưng trên thực tế nàng lại rất tinh tế và nhanh nhẹn, càng không thiếu cơ trí và sức quan sát. Hứa Thanh ca ca, ngươi nhanh đi bái kiến sư tôn đi, muộn một chút ta sẽ đi tìm ngươi, ta cũng phải đưa Tiểu Vương Lăng xuống núi nữa. Đinh Tuyết cười mở miệng, Hứa Thanh gật đầu đi thẳng về phía trước. Giờ phút này Tiểu Nam Hài đứng ở bên người Đinh Tuyết, hơi nghiêng đầu nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh, chỗ sâu trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Gã nghĩ tới lời Hứa Thanh nói với mình hôm ấy, vì vậy nhìn không được nhẹ giọng mở miệng. Đại ca ca, a, Hứa sư thúc, hôm ấy người đã nói với ta cố gắng nỗ lực, người sẽ thực hiện được. Hứa Thanh quay người liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hài, nhẹ gật đầu. Tiểu Nam Hài hít sâu, tương tự gật đầu rồi đi theo Đinh Tuyết đang vui vẻ rời xa. Gã muốn trở thành người, chân chính thành người. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà gã tới Thất Huyết Đồng. Sau một nén nhang, trên đỉnh sơn môn Thất Huyết Đồng, trong căn lầu cát, thân ảnh Hứa Thanh từ bên ngoài đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy sư tôn vẻ mặt nghiêm túc cùng với người tôi tớ trung niên bên cạnh, hai người đang đánh cờ. Chỉ là so với vẻ mặt nghiêm túc của Thất Gia, vẻ mặt của vị tôi tớ trung niên quen thuộc kia lại khá là nhẹ nhõm. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, vị trung niên tôi tớ vừa muốn đứng dậy bái kiến, Hứa Thanh đã đi trước một bước, chắp tay cúi đầu. Trên mặt vị trung niên tôi tớ lộ ra vẻ vui vẻ, đứng dậy đáp lễ. Lúc này Thất Gia bên cạnh bỗng hất tay áo lên, bàn cờ tướng liền loạn thành một đoàn, nhàn nhạt mở miệng. Người hạ cờ quá kém, ta nhường ngươi nhiều quân như vậy, vậy mà ngươi vẫn thua. Lão tứ, người tới đánh cờ cùng di sư. Người tôi tớ cười khổ, đứng ở một bên. Thần sắc Hứa Thanh như thường đi tới bên cạnh, sửa sang lại bàn cờ rối loạn, bắt đầu đánh cờ. Chỉ là kỳ nghệ của hắn rất tầm thường, vì vậy vừa hạ xuống một quân, trên mặt Thất Gia liền lộ ra nụ cười.
Lão Tứ, tâm tình của ngươi không yên tĩnh, quân cờ uẩn nổi lòng. Từ một nước cờ này của ngươi, dì sư có thể nhìn ra trong lòng ngươi có việc. Quả nhiên, cái gì cũng không thể gạt được sư tôn. Hứa Thanh nhìn ánh mắt thất gia, nói rất nghiêm túc, tự động, không để ý đến vừa rồi mình đã dùng ngọc giản truyền âm, nói với sư tôn rằng có việc muốn hỏi. Vị tu tớ trung niên ở một bên thấy sư đồ hai người có lời muốn nói, liền rui ra phía sau, cũng phất tay phong bế bốn phía, sau đó liền khoanh chân đã tọa ở phía ngoài. Nói đi. Thất gia hài lòng cầm lấy quân cờ, thả ra trong tay, vuốt vuốt. Sư tôn, quỷ đế sơn trong cơ thể ta xuất hiện một chút biến hóa. Hứa Thanh thở sâu, biểu cảm nghiêm nghị. Biến hóa thế nào? Ngữ khí của thất gia nhẹ nhõm, đang định hạ quân cờ xuống. Nó đã biến thành bộ dáng của ta. Lạch cạch một tiếng, quân cờ từ trong tay thất gia rơi vào trên bàn cờ. Lão ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Người nói cái gì? Chương 838, Linh Nhi ra biển. Hứa Thanh lặng lẽ cầm lấy quân cờ mà sư tôn đánh rớt xuống, đặt nó vào vị trí nó vốn nên bị bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn qua sư tôn. Quỷ đế sơn đã biến thành bộ dáng của ta. Thất gia im lặng, nhắm mắt trầm ngâm, nhưng trong đáy lòng của lão lại dấy lên từng gợn sóng. Lão đã sớm biết được ngộ tính của Hứa Thanh rất kinh người. Hôm ấy ở ngoài Quỷ đế sơn, chính lão cũng đã tự cảm thụ qua. Lão cũng đã nghe qua một loạt sự tình Hứa Thanh vừa làm ra ở bên trong Thái Sơ Lưu Thành, trong đó có cả việc cảm ngộ ra gần 300 đạo ấn ký linh ấn. Nhưng lúc này lão vẫn bị lời nói của Hứa Thanh làm cho chấn động. Dẫu sao lúc trước lão chỉ kêu Hứa Thanh chuyển một bộ tôn thần vào trong thức hải, dùng nó để trấn áp những tạp niệm khi quỷ u đoạt đạo công cướp đi kim đan người khác sinh ra. Cũng giống như ta kêu ngươi xây cho ta một cái nhà gỗ nhỏ, nhưng ngươi lại tạo ra cả một tòa thành vậy. Sau đó ngươi còn kinh ngạc hỏi ta tại sao lại như vậy. Tâm của thất gia rất mệt, sau khi trầm mặc hồi lâu liền ho khan một tiếng. Phong Kinh Vân Đạm mở miệng. Đó là do tinh thần của ngươi. Tinh thần của ngươi cường đại, tự thân có thể ảnh hưởng tới vẻ ngoài của thần, đưa nó vào trong cơ thể của ngươi, rồi bị ngươi khống chế, lấy ngươi làm đầu nguồn mà theo đó cải biến, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Đây là một loại cảnh giới, đầu tiên là vận chuyển, sau đó là uẩn linh, tiếp theo là hóa thành vật của bản thân. Nhưng mà ngươi còn cần phải cố gắng nhiều, không thể tự mãn, bởi vì đây chỉ là một bước rất đơn giản. Từ xưa đến nay, có rất nhiều hạng người đại năng đều dùng loại phương pháp này, sau khi tưởng tượng ra liền muốn chuyển hóa nó thành của mình. Đây không phải là đoạt xá mà là đoạt đạo, nhưng việc này rất khó khăn. Đối với người mà nói, những thứ này đều vô cùng hư vô mờ mịt, bởi vì thật ra quỷ đế cũng không hoàn chỉnh, đạo của gã cũng không đầy đủ, cho nên đến một thời điểm người có thể hình thành thêm ngoại vật ở trên quỷ đế sơn, khiến cho nó càng ngày càng nguyên vẹn, như vậy mới xem như. Nghe sư tôn nói, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ tới Thái Sơ Liêu trụ trên hai tay của Quỷ Đế Sơn trong thức hải, vì vậy nhìn không được mở miệng. Sư tôn, còn nhiều thêm một cây côn, cây côn có tính là ngoại vật không? Thoạt nhìn hình như là Thái Sơ Liêu trụ. Thất gia sửng sốt một chút, trầm mặc không nói, đáy lòng lại dấy lên mưa to gió lớn. Hứa Thanh có chút khẩn trương. Lão Tứ, người có một thói quen không tốt. Sau một lúc lâu, giọng nói của thất gia có chút khàn khàn. Lần sau người phải nói xong toàn bộ mọi việc trong một lần. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, gật đầu. Còn có gì thay đổi nữa không? Thất gia không yên tâm hỏi. Không còn. Đúng rồi sư tôn, ta có một loại cảm giác, dưới một tình huống nào đó ta hình như có thể kích phát đưa Quỷ Đế Sơn kia ra bên ngoài, nhưng trước mắt ta còn chưa làm được như vậy. Sư tôn có phương pháp gì không? Hứa Thanh do dự mở miệng. Thất gia chợt đứng lên, trong mắt lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn Hứa Thanh. Vào thời khắc này trong lòng của lão đã không còn mưa to gió lớn nữa, mà đã tạo thành sóng biển kinh hải. Tiểu tử này không phải là quỷ đế chuyển hóa đó chứ? Không thể, hắn không phải người Ngân Hoàng Châu. Từ nhỏ hắn sinh ra ở Nam Hoàng Châu, trong cơ thể cũng không có huyết mạch của quỷ đế. Lúc trước ta cũng đã xác nhận qua điểm này. Ngộ tính của một người lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy ư? Ta đã thu một tên đồ đệ dạng gì đấy? Hay là nói thiên phú dân tộc của hắn có liên quan với việc cảm ngộ? Thất gia hít sâu, chú ý thấy biểu cảm của Hứa Thanh hơi nghi ngờ, liền ho nhẹ một tiếng, bảo trì tư thái phong kinh vân đạm, thuận thế bước đi vài vòng, một bộ đứng lên để nhìn tầng mây xa xa trong thiên địa. Lão Tứ, người hãy xem mây trên bầu trời. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người xem bộ dạng của những đám mây kia rất rõ ràng, một đoàn ra một đoàn, nhưng trên thực tế bộ dáng chân chính của nó không phải là như thế. Chúng đó là hơi nước gặp khí lạnh trên bầu trời, sau đó hỗn hợp cùng một chỗ mà tạo thành. Mặt khác, ngoại hình của mây là bởi vì bụi bặm trong thiên địa bị hơi nước bám vào mà tạo thành. Như Quỷ Đế Sơn trong đầu ngươi cũng là loại đạo lý này.
Người không nên cứ suy nghĩ muốn hiển lộ nó ra bên ngoài, cũng như quá chú trọng hình thái của quỷ đế, như thế không đúng. Người phải phân tán quỷ đế sơn ra, hiển lộ khí tức ra bên ngoài, giống như hơi nước vậy, sau đó quan sát biến hóa của bọn nó, tìm được điểm khiến chúng nó hoạt động mạnh. Sau đó lấy dị chất làm phụ thuộc, hình thành thân ảnh quỷ đế ở những nơi linh khí và dị chất nồng đậm. Mà ta cũng đề nghị người thử nghiệm cải biến thân ảnh này đi một chút, tùy tiện biến đổi một cái bộ dạng khác, như vậy sẽ không có người nào có thể nhận ra, sẽ cho rằng đây là một loại thần thông của ngươi. Thất gia chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh nghe xong trong đầu liền đổ vang. Sư tôn trả lời vô cùng rõ ràng dễ hiểu, hắn nhìn lên đám mây trên bầu trời, trong đầu lập tức hiện ra. Giờ khắc này tựa như thể hồ quán đỉnh, theo suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng, trong mắt Hứa Thanh không khỏi lộ ra một tia sáng tỏ thông suốt, càng hiện lên vẻ sùng kính nồng đậm. Đây đối với hắn mà nói, những lời nói vừa xong giống như chuông lớn vang vọng, như được nghe thấy đạo vậy. Hứa Thanh đứng dậy, xoay người cúi đầu về phía sư tôn. Ánh mắt và cử động của hắn khiến cho đáy lòng của thất gia rất sung sướng, cười ha ha, lần nữa ngồi xuống cầm lấy quân cờ, thản nhiên tự đắc đặt ở trên bàn cờ. Hứa Thanh thật lòng khâm phục ngồi ở một bên, tiếp tục hạ cờ, cũng đưa vấn đề thứ hai mà mình muốn biết ra hỏi. Đó là quan hệ giữa linh thực cùng với thần linh. Vấn đề này khiến cho trong mắt thất gia lộ ra một tia quang mang kỳ lạ, sau khi trầm tư hồi lâu liền chậm rãi thay đổi sắc mặt. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, linh thực đích xác thích ứng cải biến nhanh hơn so với các loại sinh vật có máu thịt. Mà bộ thi hài thần linh thử nghiệm kia, vị sư đã một mực nghiên cứu. Điều ngươi nói phi thường không tồi, thực vật thần tính, đây đúng là một loại mạch suy nghĩ có thể đi thử nghiệm một chút. Nghiên cứu thần linh, có lẽ linh thực thần tính chính là một chiếc chìa khóa. Lần này sư đồ hai người câu thông, song phương đều cảm thấy có thu hoạch lớn, tâm tình Hứa Thanh sung sướng, thất gia cũng khoan khoái dễ chịu, tiếp tục hỏi Hứa Thanh về một ít chuyện trong lần thí luyện chấp kiếm giả. Tự nhiên lão cũng tò mò về phần câu trả lời đạt được vạn trượng của Hứa Thanh. Thằng chó đẻ! Sư tôn cười ha hả, ánh mắt nhìn Hứa Thanh càng lúc càng tán thưởng hơn. Không biết đại sư huynh trả lời thế nào, tại sao chỉ có một trượng? Hứa Thanh cũng rất khó hiểu. Chương 839, Linh Nhi ra biển. Câu trả lời của đại sư huynh ngươi còn phải đoán nữa sao? Nhất định là vuốt mông ngựa lung tung. Nhưng mà coi như là vuốt mông ngựa nhưng không thành công, cũng sẽ không chỉ có ánh sáng một trượng. Thất gia nhếch miệng. Dựa theo hiểu biết của vi sư đối với y, rất có thể y nói đại đế là thần linh, kết hợp với câu trả lời vạn trượng của ngươi, y đây là đang mắng đại đế. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy việc này xác suất lớn chính là như vậy. Mặt khác, 3 tháng sau ngươi phải xuất phát đi đến Phong Hải quận, ở đó cũng có phân tông của liên minh. Quận đô của Phong Hải quận là trung tâm một quận. Liên minh Bắc Tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp bên trong Ngân Hoàng Châu, mặc dù đặt ở một quận thì không coi vào đâu, nhưng tất nhiên vẫn có tư cách thiết lập cứ điểm trong quận đô. Vì vậy, liền có cái phân tông này, mặc dù địa vị trong quận đô không cao, thế nhưng vẫn có thể giúp các người chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên, lần này vi sư và lão tổ đều có chỗ quy hoạch, sau đó sẽ có một nhóm người xuất phát cùng ngươi. Cùng lúc đi đến quận đô, bọn họ sẽ lấy tư cách tu sĩ lưu trú lại ở phân tông, đồng thời sẽ có một vị lão tổ tọa trấn, cụ thể là vị nào trước mắt vẫn chưa có xác định. Mặt khác, phòng chủ đệ ngũ phong cũng sẽ đi qua đó. Lần này chấp kim giả của liên minh đều đến từ thất huyết đồng chúng ta, vậy nên chúng ta cũng muốn thu lấy bộ phận quyền khống chế của trận pháp và truyền tống của phân tông này. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua, nhưng không kỹ càng như bây giờ, giờ phút này đã hoàn toàn hiểu rõ. Còn có... Thất gia cầm lấy một con cờ, trầm ngâm một chút. Theo tin tức mà vi sư nắm giữ, quận đô của Phong Hải quận chính là một cái pháp bảo cấm kỵ thượng giai biến thành. Thượng giai? Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ. Pháp bảo cấm kỵ cũng chia cấp độ, pháp bảo cấm kỵ bên trong Ngân Hoàng Châu phần lớn là hạ cấp, uy lực chênh lệch với pháp bảo cấm kỵ thượng giai cực lớn, nhưng mà phương thức vận hành của chúng đó cơ bản là giống nhau. Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Nếu như người không biết quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, cứ thế đi qua quận đô thì khó tránh sẽ có chút thiếu sót trên phương diện kiến thức. Lão tử người phải nhớ kỹ, bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể ảnh hưởng tới biến hóa tương lai, không thể xem nhẹ. Chỉ có tính toán trước mọi việc trong lòng mới có thể ẩn nấp bản thân, không bị những người khác phát hiện ra khuyết điểm. Cũng chỉ có như thế mới có thể càng ẩn tàng sâu hơn, mới có thể vào thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích trí mạng. Chớ quên tinh thần của đệ thất phong. Thần sắc của Hứa Thanh trở nên nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Cho nên nếu như 3 tháng sau người mới xuất phát,
Vậy trong 3 tháng này, ngươi cũng đừng có ở lại tông môn lãng phí thời gian nữa. Ngươi đi một chuyến tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Tông, dùng tư cách trưởng bảo để làm quen cách pháp bảo cấm kỵ vận hành. Kể từ đó, khi ngươi đến quận đô cũng sẽ không có quá nhiều thiếu sót kiến thức về pháp bảo cấm kỵ, cũng thuận tiện hành động. Mặt khác, bên phía đại sư huynh của ngươi, lấy quan hệ của các ngươi thì vi sư sẽ không nói nhiều, tự nhiên sẽ chiếu cố cho nó. Hứa Thanh đứng dậy cung kính vâng dạ. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, lúc trưởng bảo thì không thể dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn nửa khuôn mặt thần linh, mặt trăng và mặt trời cũng không thể nhìn, cũng không thể ngó mấy thế lực lớn bên trong Nguyên Hoàng Châu, không thể nhìn hạch tâm của cấm địa. Còn trên biển cấm thì nhìn ít chút, cấm khu thì nhìn tùy ý, còn chỗ khác thì là tùy tâm của ngươi. Hứa Thanh u mê, hắn nghĩ đến bộ giám pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, sinh ra một chút liên tưởng. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sau khi đi tới tự nhiên sẽ hiểu. Thất gia hạ xuống một quân cờ, kết thúc ván cờ, thong dong cười một cái. Lão tứ, trình độ đánh cờ của ngươi đề cao không ít, nhưng vẫn không bằng di sư. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn bàn cờ, trên mặt hiện ra vẻ bội phục. Vẫn là sư tôn lợi hại. Thất gia cười ha ha. Mà trong khi thất gia vui vẻ vì đánh thắng ván cờ, bên ngoài, phía sang Kinh Hoàng Châu, ở một nơi trên biển cấm, trên bầu trời đang có một con lệ quỷ mặt xanh nanh vàng đang đằng vân giá vũ mà đi. Thân thể con lệ quỷ này cao tới ngàn trượng, vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ thẫm, trên người mọc đầy lân phiến, còn có từng sợi xiềng xích quấn canh. Giờ phút này nó vừa bay nhanh vừa gào thét. Những nơi nó đi lướt qua, biển cấm phía dưới dấy lên sóng lớn, dạt ra khắp bốn phương. Mà trên đỉnh đầu của con lệ quỷ kia có hai người đang hồi. Một người là lão giả mặc trường bào màu xám, lưng lão hơi còng xuống, da mặt có những đốm mồi, màu da vàng như nến, bộ dạng rất ốm yếu. Bên cạnh chính là một thiếu nữ mặc bộ váy thuần trắng, ước chừng 16-17 tuổi, thanh tân đạm nhã, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, như minh châu sáng ngời, tựa như miễn ngọc huỳnh quang, giữa lông mày còn ẩn một tia ngây thơ thuần khiết. Trong hai mắt chứa vẻ hồn nhiên, không có mảy may tạp chất, như dòng nước trong, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi sinh ra sự trìu mến, không đành lòng tổn thương. Giờ phút này lão nhân kia đang khuyên bảo nàng, nhưng trên mặt thiếu nữ dần dần có chút không vui, rất là ủy khuất, nói: Ada, ta vẫn muốn đi tới Ngân Hoàng Châu. Ta cũng không nói là không đi Ngân Hoàng Châu, nha đầu. Chúng ta đi tới quận đô trước, ngươi đi vào trong đó tiếp nhận truyền thừa, sau đó chúng ta lại đi Ngân Hoàng Châu. Như vậy cái tên Hứa Thanh ca ca của ngươi trông thấy ngươi nhất định sẽ càng thích ngươi hơn. Dẫu sao sau khi ngươi đã tiếp nhận truyền thừa sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Lão đầu đường Bản Tuyền ho khan một tiếng, thay đổi phương thức khuyên bảo khác. Có thật không? Linh Nhi sững sờ, nghe thấy Hứa Thanh ca ca sẽ càng thích mình, nàng có chút động tâm. Đương nhiên, Ada không gạt người. Lão đầu đường Bản Tuyền một vỗ ngực. Linh Nhi do dự, nhìn qua phương hướng Ngân Hoàng Châu, sau khi suy nghĩ một chút, dùng sức gật nhẹ đầu. Lão đầu đường Bản Tuyền nhìn thấy như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ nha đầu, Ada cũng là vì ngươi mà thôi, giúp ngươi cắt đứt liên hệ với bên ngoài, chỉ sợ có người mật báo hành tung, ta không thể để cho ngươi đi Ngân Hoàng Châu được. Ta nhất định phải để cho ngươi từ nay về sau tránh xa tên tiểu tử Vương Bát Đản kia. Ada đã dốc hết tâm huyết vì ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu rõ, tất cả cũng đều vì tốt cho ngươi. Còn tên tiểu tử Vương Bát Đản kia, về sau nơi có ngươi thì lão tử ta tuyệt đối không đi. Ta cũng không tin tên khốn kiếp ngươi còn có thể chạy được đến quận đô. Hừ, không thể trêu vào, vậy ta còn không trốn được sao? Chương 840, người trưởng bảo. Hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Hứa Thanh rời khỏi tòa lầu cát ở trên đỉnh núi. Hắn đã ở lại trên đó thật lâu, chơi thêm vài ván cờ cùng với sư tôn, ván nào cũng thua, tiếng cười của thất gia cũng không ngừng vang lên. Mỗi lần Hứa Thanh đều rất nghiêm túc quan sát bàn cờ, bộ dáng suy nghĩ rất kỹ càng, thỉnh thoảng nghĩ quá tập trung, còn theo bản năng đưa tay cầm lấy điểm tâm đặt ở một bên để vào trong miệng, dùng thời gian nhắm nuốt, tranh thủ suy nghĩ. Điểm tâm rất ngon, từ trước tới giờ Hứa Thanh chưa từng nếm qua loại điểm tâm này. Nhất là sau khi ăn xong, pháp lực trong cơ thể liền lập tức tự động vận hành, hiển nhiên trong nguyên liệu chế tạo điểm tâm chắc chắn có thêm dược liệu không tầm thường. Mà bộ dáng suy tư của hắn lại càng khiến cho thất gia vui vẻ thoải mái. Cả ngày hôm nay, sư đồ hai người hiếm khi không ai quấy rầy ai, cho đến khi Hứa Thanh ăn xong bàn điểm tâm thứ 9 mà người tôi tớ mang lên, hắn liền thở dài nói: "Sư phó, đệ tử phục rồi." Hứa Thanh đứng dậy, vẻ mặt kính nể cúi đầu về phía thất gia. Thất gia vừa lòng thỏa ý. Hứa Thanh nhìn qua sắc trời một chút, cáo từ rời đi. Sau khi Hứa Thanh rời đi, thất gia đưa mắt nhìn dĩa điểm tâm ở bốn phía. "Ăn chín dĩa?" Người tôi tớ đứng ở bên cạnh cười nói: "Ai, người có chút tuổi tác liền thích thấy bọn tiểu bối tới thăm mình nhiều hơn.
thích bọn chúng bầu bạn bên cạnh nhiều hơn, nhưng lại không tiện trực tiếp yêu cầu. Biện pháp này của ngươi không tệ, về sau làm thêm nhiều điểm tâm hơn, đoán chừng bọn chúng mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ tới thăm ta. Thất gia nở nụ cười, nhìn về phía Nam Hoàng Châu, trong mắt mang theo một chút cảm khái. Lão nhị và Hoàng Nham đã trở về Nam Hoàng Châu, trước khi đi ta nhìn thấy nàng cũng không nỡ, nhưng mà trở về Nam Hoàng Châu cũng tốt, nàng qua đó sẽ không phải chịu mãi may ủy khuất nào. Mà sau khi nàng ở Nam Hoàng Châu, về sau sư huynh sư đệ của nàng xảy ra vấn đề gì cũng coi như là một cái cản tránh gió. Nhất là lão đại, với tính cách của y, không chừng lúc nào đó sẽ gặm ra tai họa ngập trời gì đó. Lão tam cũng không khiến người khác bớt lo, trên thân đầy những khoản nợ. Thất gia thở dài, thần sắc của tôi tớ cổ quái, thấp giọng mở miệng. Tam điện hạ đã mất tích thật lâu, triệu gia của Thái Thi Tiên Môn, Linh Tuế Tông, còn có Đa Mục Tộc cùng với Mạng Tân Tộc đều đã nhiều lần tới dò hỏi. Nó chơi cũng thật lớn, đồng thời bị bốn phương bức hôn, bây giờ không biết đã trốn đến đâu rồi. Thất gia tức giận, hất tay áo lên. Chỉ có lão tứ là làm cho ta an tâm nhất, lấy tính cách của hắn, trên cơ bản toàn bộ kẻ địch trêu chọc vào đều bị chém giết, không để lại hậu hoạn. Nhưng mà sát tâm của tiểu tử này quá nặng, sau khi tới Phong Hải quận cũng không biết là phúc hay là họa nhiều hơn nữa. Trong thân sắc của thất gia mang theo một chút do dự, người tôi tớ bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn qua thì quận đô của Phong Hải quận có vẻ phồn hoa, nhưng bên trong lại rồng rắn lẫn lộn, tộc quần đông đảo, các phương vi diệu, mà ta nghe nói tính cách quận trưởng nhân tộc lại không quả quyết. Không phải là quận trưởng không quả quyết, mà là gã đang dùng một thuật cân bằng, gã tự biết mình vô lực tái hiện uy quyền của quận trưởng trong thời kỳ nhân tộc huy hoàng, cho nên mới làm như thế. Nhưng cân bằng cũng thường thường đại biểu cho thỏa hiệp. Thất gia lắc đầu, giờ khắc này Hứa Thanh cũng vừa xuống núi, vừa liếm môi, vừa nấc một cái. Điểm tâm ở chỗ sư tôn quả không tầm thường. Trong khi dư vị vẫn còn quanh quẩn, Hứa Thanh đã về tới nơi cập bến trong bến cảng. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đi tìm Trương Tam, nhờ y lần nữa gia cố thêm trong pháp hạm của mình. Dẫu sao tiếp theo hắn cũng phải sắp đi thật xa. Khoảng thời gian này Đinh Tuyết cũng đã tới tìm Hứa Thanh. Về phần Ngôn Ngôn, từ sau khi nàng trở về liền bị Đông U thượng nhân trách phạt bế quan, không đột phá tu vi thì không thể ra ngoài. Cố Mộc Thanh cũng không tới, nàng đã bị tông môn an bài lưu trú lại bên Nam Hoàng Châu từ sớm. Cứ như vậy, Hứa Thanh đứng ở cửa chờ đợi Trương Tam hoàn thành gia cố pháp hạm. Tới ngày thứ 6, hắn liền lựa chọn xuất phát, chuẩn bị đi tới Hải Thi Tộc, đi làm người trưởng bảo trong vòng 3 tháng. Vào lúc này cũng đã xảy ra một chút chuyện, có một vài đệ tử của Liên Minh Bát Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã mất tích ở trên biên giới thi cấm trên biển cấm. Căn cứ manh mối để lại, hình như bọn họ không biết tại sao lại đi tới cấm địa thi cấm, cho nên dựa theo quy trình, Liên Minh an bài một bộ phận đệ tử các tông đi đến thi cấm điều tra. Chuyện này cũng không tạo thành gợn sóng quá lớn với Liên Minh, bởi vì trong nhiều năm qua, loại việc mất tích trong cấm địa này cứ thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện. Trên thực tế thì không chỉ Liên Minh như thế, những tông môn và tộc khác cũng đều như vậy, nhất là những tộc quần và tông môn ở trên biển cấm lại càng là như thế. Hứa Thanh cũng nghe nói tới việc đó, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch đi tới Hải Thi Tộc của hắn. Nhiều nhất là hắn cẩn thận thêm một chút mà thôi, hắn cũng không dùng pháp hạm đi đến như lần trước, mà dùng truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống qua đó. Giờ phút này, hắn đã đứng trên truyền tống trận, theo tia sáng trận pháp lập lòe, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh tan biến. Lúc xuất hiện đã ở bên Hải Thi Tộc. Truyền tống với khoảng cách xa như thế, dưới tình huống không có bảo hộ sẽ tạo thành ảnh hưởng tới linh hồn và thân thể tu sĩ. Nhưng mà thân thể của Hứa Thanh cường hãn, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động, sau đó liền khôi phục như thường. Ngay khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở truyền tống trận của Thất Huyết Đồng trên Hải Thi Tộc, bên ngoài truyền tống trận đã có hơn 1.000 đệ tử chờ đợi. Một khắc Hứa Thanh xuất hiện, liền đồng loạt chắp tay bái kiến về phía Hứa Thanh. Bái kiến đạo tử. Những người này đều là đệ tử các phong đóng giữ ở nơi này. Sau khi Hứa Thanh đáp lễ bọn họ, liền đi bái kiến Tam gia, cuối cùng là đi tới phía trên pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, khoanh chân ngồi vào vị trí chính giữa của pháp bảo cổ kính thanh đồng cực lớn. Nơi đây nằm ở giữa không trung, một tấm cổ kính lớn đến 100 trượng. Hứa Thanh ngồi ở phía trên giống như ngồi trên một cái mâm thật lớn, bốn phía còn có từng trận cuồng phong gào thét. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy biển cấm màu đen như nước mực không ngừng lên xuống. Chương 841, người trưởng bảo. Hứa Thanh hít sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, tản thần niệm ra dung nhập vào bên trong cấm chế của pháp bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ thần niệm kinh người, không ẩn chứa bất luận chấn động cảm xúc nào, bao phủ tới trên người Hứa Thanh.
Đạo thần niệm này giống như đang xác minh thân phận cùng quyền hạn của hắn, cuối cùng liền hóa thành từng một phòng hộ tràn ngập bốn phía hư thanh. Sau đó liền có một giọng nói lạnh như băng vang vọng trong tâm thần của hắn: Khí Linh Huyết Đồng, xin ngài phân phó. Trong mắt hư thanh lộ ra một tia kinh ngạc, khuôn mặt có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận được sau khi thần niệm của cổ kính thanh đồng bao phủ toàn bộ thân thể của hắn tự như không còn tồn tại, không cách nào bị cảm giác. Hắn cũng chỉ có thể truyền ra thần niệm ra ngoài, dường như bản thân hắn cũng đã biến thành hồn thể. Ta có thể làm gì? Hứa Thanh truyền thần niệm ra hỏi. Thứ nhất, ngài có thể chọn dung hợp cùng với Thất Huyết Đồng, bắt đầu biến thần hồn thành vật dẫn. Dưới trạng thái này, pháp bảo bất diệt, ngài bất diệt. Thứ hai, ngài có thể xem xét khu vực bên trong pháp bảo, nhìn toàn bộ chỗ ngài muốn nhìn. Thứ ba, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể đạt tới đều có thể hình thành một cổ hình chiếu của người trưởng bảo, thời gian tồn tại nửa canh giờ, thực lực tương đối với bản thể của ngài. Thứ tư, ngài có thể dùng chính ý chí của mình để phát động phán định sinh tử với bất luận sinh mệnh đơn thể nào, nhưng quyền hạn này cần có ba vị trưởng bảo toàn bộ phê chuẩn mới có thể sử dụng. Giọng nói lạnh như băng của Khí Linh vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe xong, đáy lòng cũng có chỗ hiểu ra tại sao Tư Tôn lại kêu mình không thể nhìn tới những cái khu vực kia. Sau đó hắn liền lựa chọn dung hợp. Theo thần niệm truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, linh hồn của Hứa Thanh tản ra. Vào thời khắc này, hắn bỗng cảm giác mình giống như đã có lại thân thể, mà cái thân thể này chính là bản thân tấm gương đồng. Song phương hai làm thành một, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, một loại tâm mắt trước đó chưa từng có xuất hiện ở trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn thấy được khoảng cách tầm mắt vượt xa tầm nhìn cực hạn của mình lúc trước, giống như lấy hắn làm trung tâm, phía bắc là Ngân Hoàng, phía nam là Nam Hoàng, tây sát biển sâu, đông là Thi Cấm, một mảnh khu vực rộng lớn, chỉ cần hắn muốn nhìn là có thể lập tức thấy rõ. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, cho đến một lúc lâu sau hắn mới bình phục một chút nỗi lòng, mà nơi đầu tiên hắn muốn nhìn chính là doanh địa thập hoang dã năm đó, nơi chôn xuống lôi đội, ngôi mộ ở trong cấm khu bên cạnh doanh địa. Trong khi tâm niệm đang nhấp nhô, cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc truyền ra âm thanh vù vù, chậm rãi chuyển động, mặt kính nhắm ngay về phía Nam Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, khu vực doanh địa thập hoang dã quen thuộc chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Doanh địa vẫn dơ bẩn và tàn phá như cũ, chỗ ở lúc trước của Hứa Thanh cũng đã bị người bên ngoài chiếm cứ. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, uy thế do hắn chém giết tạo thành ở trong doanh địa thập hoang dã cũng đã trở thành quá khứ, đã thành một lời đồn. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những thứ này, ánh mắt của hắn chuyển động, chuyển tới trong cấm khu, lấy được phần mộ của lôi đội. Chỗ đó coi như vẫn được bảo trì hoàn hảo, có thể nói đây là một quy củ mà phần lớn thập hoang dã đều được tuân thủ, đó chính là không đụng chạm, không phá hủy mộ phần của thập hoang dã đã tử vong, bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày cũng sẽ bị đối xử như thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, vào lúc đang muốn thu hồi, bỗng có một suy nghĩ nổi lên. Theo như lời sư tôn nói, những địa phương không thể nhìn có cả cấm địa, nhưng không bao hàm cấm khu. Thần niệm Hứa Thanh khẽ động, di chuyển ánh mắt lướt qua khu thần miếu, rơi vào chỗ sâu nhất trong cấm khu. Liếc mắt nhìn qua, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy bên trong chỗ sâu của cấm khu có một tòa vực sâu, bên dưới vực sâu có một thân ảnh nữ tử mơ hồ, nàng đang quỳ bái trước một cây đàn tranh mục nát. Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy nữ tử này, nhưng hắn đã gặp qua đôi giày như ẩn như hiện dưới chân nàng, đó chính là nương tử của lôi đội xuất hiện trong sương mù hôm ấy. Mà phía trên là một cây đàn tranh tràn đầy dấu vết màu đen loang lổ, đã mục nát một nửa, nhưng hôm nay nó lại đang được vẫy lên, truyền ra từng trận tiếng ca. Đồng thời xung quanh cây đàn tranh trong khu vực sâu là vô số những thi hài đang quỳ bái. Vô tận dị chất ở trên người những thi hài ở nơi này tràn ra, nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể phát hiện hết thảy đầu nguồn đều xuất phát từ cây đàn tranh tan hoang kia. Hứa Thanh cũng không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái liền thu hồi ánh mắt. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh nhìn về phía tử thổ, nhìn tới phần mộ của Bách Đại Sư. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa trong mắt hắn nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, nghĩa trang công cộng trong tử thổ xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Hắn cũng nhìn thấy một phần mộ tràn đầy hoa tươi, mộ của Bách Đại Sư. Những đóa hoa tươi giống như vừa mới được đặt ở trong ngày, giờ phút này vẫn chưa có héo tàn. Dưới từng đóa hoa vây quanh, dường như thân ảnh Bách Đại Sư lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn một hồi, cho đến khi có hai người quen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, một nam, một nữ. Chính là Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc, bọn họ đang từ đằng xa đi tới trước phần mộ, lấy ra những bó hoa mới thay thế, sau đó tế bái, rồi lại rời khỏi nghĩa trang. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bọn họ, cũng chú ý tới trong cơ thể Trần Phi Nguyên có một con quay mặt quỷ đang cấp tốc chuyển động, ảnh hưởng tới khí huyết của Trần Phi Nguyên, tạo thành vòng xoáy, tản ra từng trận uy áp kinh khủng.
Một màn này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới thiên phú huyết mạch tồn tại trong cơ thể Tử Thanh Thượng Quốc mà Trần Phi Nguyên đã nói với hắn lúc trước. Đó là cộng sinh cùng với pháp bảo. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi nhìn về chỗ khác. Cho đến khi nhìn qua một vòng, hắn liền đưa tầm mắt nhìn tới trên biển cấm. Thất gia đã từng nhắc nhở không thể nhìn biển cấm quá nhiều, vì vậy Hứa Thanh cũng chỉ quét mắt qua. Mà trong khi đang quét mắt nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Hoàng Nham và Nhị Sư Tỷ mới rời đi không lâu. Giờ phút này Hoàng Nham đang đấm chân cho Nhị Sư Tỷ ở trên bon thuyền, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Hứa Thanh nở một nụ cười, ánh mắt đảo qua, đang muốn thu hồi, nhưng vào lúc này Hoàng Nham bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Nụ cười của Hứa Thanh lập tức cứng lại, sửng sốt một chút. Y có thể cảm giác được ta ư? Chương 842, không thể nhìn. Hứa Thanh cảm thấy không bình thường. Từ nãy tới giờ, hắn đã nhìn rất nhiều nơi, cho dù hắn nhìn tới chỗ sâu bên trong cấm khu, tồn tại ở đó cũng không hề phát hiện ra ánh mắt của hắn. Dẫu sao thì hiện giờ, hắn đã dung hợp cùng với pháp bảo cấm kỵ của kính Thanh Đồng. Thay vì nói là hắn nhìn, không bằng nói là chính của kính Thanh Đồng đang nhìn. Mà pháp bảo cấm kỵ có thể trở thành nội tình của một đại tông, tự nhiên có điểm mạnh và chỗ kinh khủng của nó. Cho nên dù là quỷ dị bên trong cấm khu cũng rất khó phát hiện ra bản thân đang bị cổ kính Thanh Đồng quan sát, mà những người khác thì càng là như vậy. Hứa Thanh cũng đã nhìn một vòng, không hề gặp phải người nào sinh ra cảm thụ dị thường, chỉ có Hoàng Nham. Lúc này Hoàng Nham đang ngồi trên pháp hạm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi trừng mắt một cái, y liền ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng giống như đang ngắm phong cảnh. Dùng một phương thức này mà y cho rằng rất tự nhiên cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho Nhị Sư Tỷ. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, một màn giả bộ của y chồng chất sơ hở. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nhìn nhiều nữa. Nhưng bây giờ hắn đã biết rõ Hoàng Nham có bí mật. Cụ thể là bí mật gì thì Hứa Thanh không nhìn ra, cũng không muốn tìm hiểu kỹ. Dẫu sao thì rất nhiều người trên đời này đều có bí mật riêng. Hoàng Nham cũng có, đội trưởng cũng có, sư tôn cũng có, hắn cũng có. Cần gì phải tìm hiểu rõ ràng, chỉ cần biết một điều, đối phương vô hại với mình là được. Hứa Thanh lấy lại bình tĩnh, dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, nhìn qua những nơi khác, bao gồm cả thi cấm gần hải thi tộc. Thi cấm là một nơi rất đặc thù, có chút không giống hoàng cấm. Mặc dù đều là cấm địa, nhưng một cái ở trên bờ, một cái lại ở đáy biển. Thi cấm nằm ở đáy biển, bị khói đen dày đặc bao phủ trong phạm vi lớn, không phân biệt được là cái đó tồn tại hòn đảo nào hay không, nhưng dị chất trong đó vô cùng đậm đặc, nước biển lại càng đậm đặc dị chất hơn nữa. Mà dưới sự ảnh hưởng của thi cấm, mặt biển bốn phía thi thoảng sẽ xuất hiện vong linh cùng với thi hài, cũng thường xuyên phát sinh đủ loại sự tình quỷ dị. Ngày bình thường không có bất cứ con thuyền nào vãng lai tới gần thi cấm cả, tối đa cũng chỉ đi đến vị trí của hải thi tộc. Hứa Thanh cũng không nhìn hạch tâm thi cấm dưới đáy biển, cũng chưa từng nhìn tới chỗ sâu trong khói đen. Hắn chỉ khẽ quét mắt nhìn qua biên giới, sau đó lại nhìn về phía đại lục vọng cổ. Hắn tuân thủ theo quy tắc của thất gia, không nhìn tới bất kỳ một cái thế lực lớn nào. Hắn biết những địa phương này không thể nhìn, một khi nhìn có lẽ sẽ bị phát hiện, cũng dẫn tới một chút hạo kiếp và ngờ vực vô căn cứ không cần thiết. Hắn cũng biết tại sao sư tôn lại nhắc nhở như vậy, bởi vì giờ phút này hắn có một loại cảm giác, nếu lấy trạng thái bây giờ của hắn, nhìn phải tồn tại không nên nhìn, sợ là chết bất đắc kỳ tử cũng không biết. Ví dụ như khi nãy, lúc hắn đảo mắt nhìn qua biển cấm, liền cảm nhận được bên trong biển sâu có một khu vực hình như tồn tại một luồng chấn động vô cùng kinh khủng. Hắn kiềm chế sự hiếu kỳ của mình, càng cố nén tò mò không ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng và mặt trời, còn cả nửa khuôn mặt thần linh cao cao tại thượng trên bầu trời kia. Cuối cùng, lúc hoàn toàn thu hồi ánh mắt, hắn bỗng nhiên muốn nhìn thấy bản thân mình. Không biết người khác dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn ta sẽ nhìn thấy cái gì. Hứa Thanh nghĩ tới đây, liền thử nghiệm nhìn tới chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được hải thi tộc, thấy được trên hải thi tộc có một tấm cổ kính Thanh Đồng cực lớn đang lơ lửng, cũng thấy được chính mình đang khoanh chân đả tọa ở bên trên cổ kính. Mặt kính chuyển động, nhưng thân thể của hắn vẫn bảo trì tư thế khoanh chân. Bất kể mặt kính nghiêng như thế nào, hắn cũng không hề nhúc nhích chút nào, giống như bị dính chặt vào bên trên mặt kính rồi vậy. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, không giống với soi gương mà giống như là linh hồn bay lên, sau đó dừng ở trên không trung nhìn về thân thể của chính mình. Hứa Thanh ngưng thần, tập trung ánh mắt nhìn lên trên nhục thể của mình. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt vô cùng thanh tú, tuấn lãng tuyệt trần, cực kỳ yêu dị. Hứa Thanh không quan tâm cái này cho lắm, tiếp tục quan sát. Dưới ánh mắt của hắn, nhục thể của hắn cũng trở nên trong suốt một chút. Hắn thấy được kinh mạch trong cơ thể, thấy được toàn bộ pháp khiếu lập lè, cũng nhìn thấy thức hải của bản thân. Còn nhìn thấy ba tòa thiên cung ở trong thức hải, cho dù hai tòa thiên cung kia nằm ở bên trong mệnh vụ, nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ, rõ ràng rành mạch, ngay cả quỷ đế sơn cũng hiện ra trong mắt của hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy ánh trăng màu tím kia, mà chỗ đó là biểu hiện ra giống như bị cái gì chiếm giữ vậy.
Sau khi so sánh với thức hải, nơi đó liền tạo thành một hình dáng khác biệt. Người ngoài nhìn qua sẽ thấy hình dáng kia giống như bóng mờ. Từ đó có thể nhận thấy nơi đó có một tồn tại kỳ dị. Mà độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba cũng là một mảnh mơ hồ, không nhìn thấy rõ cụ thể, cũng có cảm giác giống như mặt trăng màu tím. Chỉ có duy nhất ảnh tử và thủy tinh màu tím là chân chính, không cách nào bị nhìn thấy, cũng không có cảm giác chiếm chỗ kia, chúng nó tự như không hề tồn tại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn cũng nhìn thấy ngoài thân thể của mình tồn tại hình bóng của Kim Ô, nó đang vờn quanh hắn trong trạng thái vô hình. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn còn có một kiếm ảnh không trọn vẹn, đó chính là bộ phận đế kiếm mà hắn cảm ngộ lúc trước. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh trầm ngâm, thử điều khiển ảnh tử che giấu. Hắn không muốn bản thân mình lộ ra nhiều thứ như vậy. Bây giờ tiện thể mượn nhờ tầm nhìn của cổ kính thạch đồng, Hứa Thanh bắt đầu điều chỉnh bản thân. Đầu tiên là mượn nhờ lực lượng của ảnh tử phủ trùm lên hai tòa thiên cung bên trong mệnh vụ, hoàn toàn giấu bọn chúng vào trong mệnh vụ. Cho đến khi thông qua cổ kính xem xét kiểu gì cũng không thể nhìn ra manh mối, hắn mới thỏa mãn. Hứa Thanh tiếp tục suy tư, sau đó là dùng ảnh tử phân tán ra bóng đen, cũng che lấp quỷ đế sơn của mình, khiến nó tan biến khỏi tầm mắt. Còn có ánh trăng màu tím cùng với độc đan, mặc dù hai cái này không hề bị nhìn thấy, nhưng nếu so sánh với bốn phía, cảm giác dị thường của chúng nó liền hiện ra rất rõ ràng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát điều khiển ảnh tử che giấu toàn bộ lại. Chương 843, không thể nhìn. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại kiểm tra tỉ mỉ thêm một phen nữa, sau khi xác định hoàn hảo mới thu hồi ánh mắt. Nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trên gương đồng cũng mở mắt ra. Hóa ra đây là pháp bảo cấm kỵ, Hứa Thanh thì thào. Hắn cảm thấy sư tôn nói rất đúng, hắn cần phải tự thân đi thích ứng cách vận hành của pháp bảo cấm kỵ. Nếu không có loại thể nghiệm này mà chỉ vẹn vẹn đứng quan sát từ bên cạnh, vậy thì rất khó chân chính cảm nhận được sự cường hãn và đặc thù của pháp bảo cấm kỵ. Mặc dù không biết hiệu dụng cụ thể của pháp bảo cấm kỵ bên trong Phong Hải Quận là gì, nhưng có thể tưởng tượng ra một điều, nó chắc chắn không cách nào nhìn rõ ràng như cổ kính được. Nhưng ở dưới thần niệm của khí linh, muốn che giấu có lẽ rất khó. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ pháp bảo cấm kỵ vận hành. Thời gian cũng cứ như vậy chậm rãi trôi, một tháng rất nhanh liền qua đi. Trong một tháng này, Hứa Thanh mỗi ngày đều cảm thụ pháp bảo cấm kỵ, cũng nhiều lần kỹ càng quan sát bản thân, liên tục điều chỉnh cho đến khi tiếp cận hoàng mỹ, hắn mới cảm thấy chính thức yên tâm. Bây giờ hắn cực kỳ tự tin, sau khi hắn đi vào quận đô, cho dù bị thần niệm của pháp bảo cấm kỵ của quận đô đảo qua, hắn cũng sẽ không bộc lộ ra bất cứ bí mật gì. Tất cả những thứ nó nhìn thấy đều là thứ mà hắn chủ động lộ ra. Còn có một thu hoạch nữa, đó là trình độ quen thuộc của hắn đối với cảm giác thần niệm tới từ pháp bảo cấm kỵ. Bây giờ, Hứa Thanh có thể lập tức nhận ra thần niệm hội tụ ở trên người mình là đến từ người hay là đến từ pháp bảo. Mà hắn cũng đã hiểu rõ tại sao mỗi lần sử dụng pháp bảo cấm kỵ đều sẽ hình thành dị chất. Bởi vì uy lực của pháp bảo cấm kỵ quá lớn, thế nên lúc sử dụng sẽ đặc biệt hấp thu một lượng lớn linh năng. Dị chất bên trong linh năng cũng tự nhiên tích lũy lại trên bản thân pháp bảo cấm kỵ, lại còn rất khó tiêu tán, cho đến khi tích lũy đạt cực hạn, liền biến pháp bảo cấm kỵ trở thành phế bảo. Cho nên bất kỳ một đại tông hay đại tộc nào đều sẽ không sử dụng pháp bảo cấm kỵ quá độ, chỉ có như thế mới có thể tiếp tục sử dụng lâu dài. Điều này cũng khiến cho phần lớn pháp bảo cấm kỵ chia làm hai trạng thái, toàn diện mở ra và vận hành hàng ngày. Lúc toàn diện mở ra uy lực của nó mới đạt tới trạng thái lớn nhất. Mà tình huống như vậy cũng thường là dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài hoặc là khởi xướng tiến công. Ngày bình thường thì chỉ vận hành hàng ngày là chủ yếu. Nhưng mà coi như là vận hành hàng ngày cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian suy yếu. Thời gian này không cố định, dựa theo từng pháp bảo cấm kỵ khác biệt, cần một người giỏi về tính toán mới có thể biết được thời gian đó. Sau khi hiểu ra hết thảy, Hứa Thanh cũng đã càng dần càng hiểu rõ hơn đối với công việc của người chưởng bảo. Địa phương nhìn tới cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ đến điểm là dừng, rất kiềm chế. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không tránh khỏi gặp phải một chút tình huống nguy hiểm. Hắn thấy được một tòa quỷ thành liên miên không dứt ở trong biển rộng, trong đó có vô số quỷ dị tựa như tạo thành một thế giới. Hắn từng thấy ở chỗ sâu dưới đáy biển có một người khổng lồ sáu chân, cầm trong tay một cái xiên lớn, mang theo chấn động thần tính kinh người, tựa như đi tuần tra, từng bước dấy lên sóng biển mà đi. Hắn còn nhìn thấy lão tổ hải tích, đối phương vô cùng kinh khủng. Mỗi một mảnh lân giáp trên thân đều ẩn chứa uy năng khủng bố, thần uy mênh mông, du tẩu như rồng. Còn thấy ở dưới đáy biển sinh trưởng ra từng con mắt. Đa số thời gian những con mắt này đều sẽ khép kín, nhưng một khắc khi chúng nó mở ra, khắp nơi trên biển liền hình thành những vòng xoáy cực lớn, khiến cho sóng biển cuộn trào, kinh thiên động địa.
Biển cấm này tràn đầy hung hiểm, cũng tràn đầy những thứ không rõ. Ngoại trừ những vật còn sống, Hứa Thanh còn nhìn thấy những khe hở như vực sâu. Có khe hở tồn tại dưới đáy biển, có khe hở tồn tại ở trong cấm khu Nam Hoàng Châu. Những khe hở vực sâu này tràn ra sương mù đen nhánh, sâu không lường được. Đồng thời cũng giống như quỷ động vậy, bên trong thường thường có tiếng gào thét thê lương truyền ra. Thậm chí vào một đêm nọ, Hứa Thanh còn nhìn thấy vô số linh hồn. Những linh hồn kia từ phía Nam Hoàng Châu bay tới, bọn chúng đứng xếp hàng trên bầu trời rồi bay về phía trước. Đứng ở phía trước đội ngũ là một thân ảnh cầm trong tay một cây roi mọc ra sông giác. Dưới thân ảnh ấy xua đuổi, từng linh hồn bay vào một cái cánh cửa đột nhiên mở ra ở trên trời. Theo ngay phía sau là từng trận âm thanh nhắm đuốc truyền ra. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua cánh cửa kia thì trong đầu liền đổ vang, xém chút nữa hình thần câu diệt, cũng lập tức bị cắt đứt trạng thái dung hợp cùng với cổ kính thanh đồng, há miệng phun ra máu tươi. Sau đó lần nữa hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày, cũng kìm xuống kinh hãi trong lòng, tiếp tục dung nhập với cổ kính thanh đồng. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ vào nửa tháng sau, khi hắn thấy được một khu thần miếu trên hòn đảo nhỏ, không phải đạo thần miếu Thái Thương mà là một tòa thần miếu thờ tế bái thần linh, nằm ở trên một hòn đảo hẻo lánh chìm trong sương mù. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt liền trở nên đau đớn, không dám tiếp tục. Tất cả những việc đó khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ hơn về cái thế giới này, đồng thời cũng sâu sắc hiểu rõ những gì sư tôn nhắc nhở sau khi trở thành người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ. Nếu như không kiềm chế bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên trong những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn tới những nơi không biết nữa mà chỉ tập trung nghiên cứu thêm về quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, đồng thời cũng xem xét phạm vi nhỏ ở bốn phía xung quanh. Cho đến khi cách thời điểm hắn phải xuất phát đến Phong Hải quận chỉ còn nửa tháng, ngày hôm nay Hứa Thanh vẫn như thường ngày, vẫn mượn nhờ cổ kính thanh đồng quan sát bốn phía. Nhưng một khắc khi đảo qua biên giới thi cấm, thần sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên hơi động. Hắn thấy được Triệu Trung Hằng, thấy được Đinh Tiêu Hải. Lúc này hai người bọn họ đang ở biên giới thi cấm. Dưới từng trận khói đen nồng đậm, cả hai đang toàn lực điều khiển pháp thuyền dưới thân, nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài. Phía sau của bọn họ là từng đám sương mù kịch liệt cuộn mình, mặt biển cũng hình thành từng vòng xoáy. Bên dưới trồi lên vô số cánh tay héo rũ muốn bắt bọn họ lại. Mà bên trong sương mù còn hiện ra rất nhiều những sợi tóc đen, từng sợi bay đến như muốn đang dệt kéo bọn họ vào bên trong. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Hết tập 100. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.